Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Hôm kia anh luyện văn ủng hộ mình 100 000 nay và mai em ra video trả cho anh luyện nha. Đây là video truyện audio, siêu phàm sát thần đô thị cực phẩm y thần tập 4780 đến 4784, tập 4780, hắn nói rất lộ liễu, nhưng đúng là cũng có đạo lý, đáng tiếc đáng tiếc, các ngươi người đàn ông đều là bùn, cả người đục ngầu bốc mùi, ta một người được các ngươi người đàn ông mùi vị liền cảm thấy buồn nôn cô gái lại bất đồng nhà cái hai tỷ muội thiên nữ đại nhân các nàng trên mình đều là thơm tho ta cũng rất thích đáng tiếc nguyên thiên đế lại nói cô gái và cô gái nhưng là không có biện pháp đạt tới thiên nhân hòa vào nhau tuyệt vời chi lý vậy không giải được chuyện này chữ diệp thần ngẩn ngơ không nghĩ tới phong gian mộng nhưng là chỉ thích cô gái không thích người đàn ông cho nên nàng mong muốn hải đăng căn bản là không có cân nhắc qua người đàn ông ta cũng là hôi thối đục ngầu sao, Diệp thần cười hỏi, phong gian mộng tiến tới bên cạnh hắn, khịt khịt mũi, nói, ngươi không thúi, nhưng ta cũng không thích, Diệp thần cười nói, vậy ngươi thích ai, phong gian mộng lộ ra một chút vẻ mê mang, nói, ta cũng không biết, dừng một chút, nàng nhìn về phía phía trước cửu thiên phục long ấn khí tượng, vây cửu long huyền không hình ảnh, long chảo dây dưa, nhờ dơ ấn tỉ hình ảnh, mười phần nguy nga, nàng chỉ vậy khí tượng nói. Ta hiện tại cũng không biết đi nơi nào, Thấy cửu thiên phục long ấn xuất thế, liền muốn tới xem xem, vậy cái gì giả hàn công tử, muốn làm ta hải đăng, khắp nơi lấy lòng ta, liền kêu đầu này trâu đi theo ta xuống, ha ha, buồn cười, hắn cưng ép giam cửu vĩ, hiện tại lại muốn thu phục ta, ta là sẽ không thần phục người bất kỳ. Diệp thần cười nói, ngươi muốn tranh đoạt cửu thiên phục long ấn, vậy sợ rằng xin lỗi, thần khí này là ta. Phong gian mộng vậy triển lộ ra một cái nét mặt tươi cười, nói, vậy đi nhìn vật này và toái tâm linh như nhau đối với chúng ta đuôi thú uy hiếp to lớn ta cũng không muốn sau này bị ngươi cầm nặn hai người đi sóng vai nhanh chóng đi cửu long chi địa bay đi thanh nghiêu cổ tôn vừa cảm bàng hoàng nhưng cũng không dám bỏ lại phong gian mộng rời đi nếu không giả dạ hẳn trách tội xuống hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn chỉ có thể nhắm mắt vậy đi theo lên trong đầu nghĩ tuy nói ta thực lực bị hạn chế nhưng dẫu sao cũng có thể phát huy thần đạo cảnh tầng thứ nhất chiến lực nếu như có cơ hội ta nói không chừng còn có thể giết chết thằng nhóc này hắn cuối cùng là thượng vị thần tuy biết tình cảnh không ổn nhưng vậy rất nhanh tỉnh táo lại suy nghĩ giết ngược diệp thần phương pháp rất nhanh ba người đi tới cửu long chi địa rất nhiều muốn tranh đoạt cơ duyên võ giả cũng đã đến cái này phiến cửu long chi địa chính là một phiến mênh mông núi rừng ước chừng có ngàn dặm chu vi trôi lơ lửng ở trên trời cửu thiên phục long ấn tựa hồ là có linh tính vậy còn quấn ấn tỷ chín con thần long nhìn kỹ lại mà nói lại là vật còn sống, là thật thực tồn tại rồng thần cũng không phải là cái gì giả tạo khí tượng, ngao ở cảm thấy được rất nhiều võ giả sau khi tiến vào, vậy chín con thần long rối rít phát ra từng cơn trầm thấp tiếng rồng ngâm, rồi sau đó cửu long phân tán bay rơi xuống, mỗi người chấn thủ một phương, lại mơ hồ kết thành trận thế, phong tỏa cái này phiến ngàn giảm chi địa, đem tất cả võ giả phong tỏa ở trong đó, đám người cảm thấy được một màn này, rối rít cảnh giác, cảm nhận được liền từng cơn oai rồng gào thét tới cảm giác bị áp bách vô cùng mãnh liệt thú vị thú vị phong gian mộng cười lên còn vỗ tay một cái nói cái này cử thiên phục long ấn năng lượng linh khí thật là bàng bạc không biết năm đó là ai chế tạo lần này xuất thế lại là sản sinh ra chín con thần long mỗi một cái đều có thần đạo cảnh tầng thứ nhất thực lực muốn nhận phục cái này ấn tỉ mà nói sợ rằng không quá dễ dàng diệp thần ánh mắt đông lại một cái vậy cảm nhận được bốn phía chín con thần long mang đến to lớn cảm giác bị áp bách. Đó là thuộc về duy nhất thần đạo cảnh cảm giác bị áp bách. Chín con thần long đều là thần đạo cảnh, vậy cử thiên phục long ấn bản thân uy năng, có kinh khủng dương nào, có thể tưởng tượng được, ông ông ông, lúc này, cử thiên phục long ấn sản sinh ra một cổ mãnh liệt ý niệm, pháp bảo này là có linh tính, giờ phút này, vậy mãnh liệt ý niệm khuếch tán ra, tất cả mọi người đều cảm giác được cử thiên phục long ấn, ý tưởng, muốn được bảo, trước chém long, cái này sau chữ chính là cử thiên phục long ấn ý chí muốn lấy được nó đồng ý cần chọn trước chiến vậy chín con thần long thậm chí chém chết nếu như là nhiều người khiêu chiến vậy xuất lực tối đa chém long số lượng nhiều nhất người sẽ là sau cùng yêu người thắng vậy chín con thần long coi như là cử thiên phục long ấn thả ra khảo nghiệm nếu như ở trong sân người không thực lực chém long mà nói vậy sẽ bị rồng thần vạn cổ lâm vào là cung phụng ấn tỷ tế phẩm làm cái này cổ ý niệm khuếch tán ra tại chỗ hơn ngàn cái võ giả cảm nhận được cửu thiên phục long ấn ý chí, đều là một hồi xôn xao, vậy chín con thần long, mỗi một cái đều là thần đạo cảnh mạnh mẽ tồn tại, muốn chém chết, lại nói dễ vậy sao, xem ra muốn lấy được cửu thiên phục long ấn, cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, ngao ô, mọi người ở đây xôn xao thời điểm, một đạo bi thảm long tiếng kêu, nhưng là từ đàng xa chuyển tới, chỉ gặp có một con thần long, đã bị người chém giết, máu tươi thành sông, linh khí lưu tán, tình cảnh khá là máu tanh đám người thất kinh, rối rít nhìn về chém long người. Diệp thần vậy nhìn sang, sau đó hắn liền thấy vậy chém long người chính là một cái nhuốm máu ông già, chính là đạo đức thiên tôn. ở đám người còn ở do dự bất định thời điểm đạo đức thiên tôn đã ra tay, chỉ gặp hắn quanh thân lơ lửng một khối đá bia, chính là thiên bia. hiển nhiên đạo đức thiên tôn có thể nhanh như vậy, liền chém chết thần đạo cảnh rồng thần là dựa vào thiên bia. thiên bia huy năng cực kỳ mạnh mẽ đối những thần thú này tồn tại, lực áp chế vậy là đặc biệt mạnh mãnh liệt, chỉ bất quá. Thúc dục thiên bia, cũng cần tiêu hao to lớn linh khí, đạo đức thiên tôn gương mặt mang chút trắng bệch, thoáng thở dốc, ăn mấy viên thuốc, đang điều thuận mình hơi thở, diệp thần sắc mặt trầm xuống. Nếu như bị đạo đức thiên tôn tiếp chém liên tục long, vậy cửu thiên phục long ấn thì phải quay về hắn, veo, diệp thần càng không chậm trễ, phi thần cướp ra, vậy hướng một đầu rồng thần bay đi, ha ha, chém long định thắng bại sao? cũng tốt, ta cũng muốn xem xem, năm tháng mài mòn, thực tế quy luật áp chế, ta còn có thể phát huy nhiều ít thực lực, phong gian mộng mắt đẹp đông lại một cái, lựa chọn một hướng khác chém long, phong gian tiểu thư, chú ý, thanh nghiêu cổ tôn lật đật đuổi theo phong gian mộng, chỉ sợ nàng chuyện gì xảy ra bất ngờ, nhưng hắn sự chú ý, nhưng thủy chung ở diệp thần trên mình, diệp thần chém long mà nói, có thể sẽ lộ ra sơ hở gì, nếu như có tập sát cơ hội. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếc giá phải trả ra tay tập sát, coi như không thể đem Diệp Thần giết chết, chỉ cần đánh cho trọng thương, cũng có thể giải quyết tai họa ngầm. Diệp Thần đã cảm thấy được thanh nghiêu cổ tôn ánh mắt, trong đầu nghĩ, hắn ở chờ ta sơ hở, ta không bằng tương kế tổ kế, dẫn hắn ra tay, nếu như thanh nghiêu cổ tôn, một mực ở phong gian mộng bên người, Diệp Thần vậy không tiên động thủ, dẫu sao phong gian mộng nóng này, không đoán được. Trời mới biết nàng biết hay không đột nhiên đứng ở thanh nghiêu cổ tôn bên này, phản đi qua đối phó Diệp Thần nhưng nếu như là thanh nghiêu cổ tôn xuất thủ trước đánh lén, Diệp Thần lại phản giết, phong gian mộng coi như muốn giúp, cũng không có cơ hội, Diệp Thần bay đến một con thần long vùng lân cận, lúc này đã có mấy chục cái võ giả, hướng cái này con thần long vây giết đi, vậy rồng thần toàn thân trắng tinh, màu trắng miếng vảy, tỏa ra ánh mặt trời, khá là lóa mắt, ở cảm thấy được rất nhiều võ giả sát ý, rồng thần ngầm nhẹ, ánh mắt toát ra rét lạnh uy nghiêm, long chảo vung lên, mây mù cuồn cuộn, ký kết ra một cái mây khói kết giới, phàm là xông vào mây khói trong kết giới võ giả, đều bị cường đại oai rồng áp chế, dối rít hộp máu hết thảm lên, những thứ này bị thương võ giả, lật đật trốn chạy đến, những cái kia còn không đến gần rồng thần võ giả, cũng có chút e ngại hốt hoảng, không dám đến gần, dẫu sao, đối phổ thông võ giả mà nói, thần đạo cảnh tầng thứ nhất rồng thần, uy thế vẫn là quá đáng sợ một ít, coi như dựa vào người nhiều, cũng khó mà đến gần, diệp thần trong lòng chút nào không hoảng hốt nhưng vì mê muội thanh nghiêu cổ tôn, vẫn là giả bộ một bộ ngưng trọng hình dáng, chậm rãi hướng vậy rồng thần đi tới, luân hồi chi chủ tới, rất nhiều võ giả thấy diệp thần đến gần, dối rít tránh ra một con đường, trong mắt mang vô cùng sùng bái cùng thần sắc mong đợi, nhìn diệp thần, thật ra thì muốn cùng diệp thần tranh đoạt cơ duyên, bọn họ thù không nắm chắc, nhưng dẫu sao là nộp nguyên ngọc chi phí đi vào, cũng không muốn tay không trở về, lúc này thấy nhiều thần long kia, đều là có chân chính mộ đạo máu thịt tồn tại bọn họ liền muốn chia một chén canh, chỉ mong Diệp Thần có thể chém long, bọn họ xẻ thịt một chút vài rồng long cốt, long huyết thịt rồng, cũng không uổng đi vào một chuyến, dẫu sao cái này thế gian, long tộc vô số, nhưng thần đạo cản cấp hát cái khác rồng thần, đám người vẫn là lần đầu tiên gặp, thần đạo cảnh chân long máu thịt, tinh hoa năng lượng tuyệt đối là dư thừa, bất kể là trực tiếp uống, hay là dùng tới nhập thuốc, đều là nhất lưu tồn tại. Diệp thần chậm rãi hướng vậy rồng thần nhích tới gần, cũng là cảm thấy từng cơn thần đạo cảnh uy áp, nhưng Diệp Thần không chút kinh hoàng, hắn tính toán lấy mình thực lực, phỏng đoán trong 10 chiêu, liền có thể đem đầu này rồng thần chém chết, trong quá trình, có thể sẽ bị một chút bị thương nhẹ, dẫu sao là đối chiến thần đạo cảnh, muốn không chút tổn hao nào mà nói, cũng không dễ dàng, nhưng Diệp Thần có tuyệt đối lòng tin, mình tối đa chính là bị thương nhẹ, cũng sẽ không quá thảm hại, vậy rồng thần thấy Diệp Thần đến gần, vậy cảm nhận được uy hiếp, mắt rồng mang to lớn cảnh giác ý gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hống, rồi sau đó, vậy rồng thần dẫn đầu xuất thủ, long chảo giết ra, kim quang cuồn cuộn, thủy khí nhô lên ngàn dặm, thần đạo cảnh quy luật hội tụ thành thác nước ngân hà, đánh giết hướng diệp thần, diệp thần trong lòng trầm ổn, nhưng giả bộ một bộ kinh hoàng hình dáng, chủ yếu là vì mê muội thanh nghiêu cổ tôn, khua kiếm đón đỡ long chảo tập sát, đinh một tiếng, long chảo đánh vào diệp thần trên trường kiếm, tóe ra liên tiếp đống lửa, diệp thần tự hồ là để không chịu nổi có chút chật vật lui về phía sau mấy bước dĩ nhiên đây cũng là dùng để mê mũi thanh nhưu cổ tôn thanh nhưu cổ tôn lần đầu tiên hạ xuống hồng trần thế giới thiên cơ vận chuyển không quá quen thuộc không cách nào ngay tức thì đoán được diệp thần ngụy trang chỉ lấy là diệp thần thật không địch lại dông thần trong đầu nghĩ thằng nhóc này được gọi là hiện thế vô địch ta xem cũng không quá như vậy hắn liền hồng trần tiên nhân đều không phải là sao phối cùng trên trời chân thần so sánh a à, hắn đích xác có chút nghịch thiên lá bài tẩy, đủ để chém ngược chân thần, nhưng cái này chút lá bài tẩy, sử dụng giá phải trả nhất định to lớn, cùng thiên nữ quyết chiến sau khi kết thúc, hắn lá bài tẩy đã phế chứ, hắn tâm tư đang trong chuyển động, diệp thần đã khua kiếm cùng vậy rồng thần, chiến đấu với nhau, đánh được kỳ cổ tương đương, nhưng diệp thần nhưng là một bộ cố hết sức hình dáng. Thanh nghiêu cổ tôn gật đầu một cái, trong đầu nghĩ, tiểu tử này xác thực coi như có chút bản lãnh có thể cùng thần đạo cảnh chân long đối kháng, lấy hắn thiên huyền cảnh tu vi mà nói, đã là nghịch thiên tồn tại, phịch, lúc này, phong gian mộng cũng đã kết thúc chiến đấu, đầu món tay trên từng giọt máu tươi, như trên lá sen nước mưa, nhanh chóng tuột xuống, lúc đầu nàng mới vừa đối chiến rồng thần, trực tiếp tay không đem một con thần long xé nát, giờ phút này con thần long kia, đã bị xé nát thành thịt vụn, chỉ còn lại một ít tàn toái bộ xương, chung quanh võ giả cũng xông lên đi xẻ thịt long thi. Diệp Thần còn ở cung rồng thần chiến đấu, đánh được khó phần nan giải. Phong Gian Mộng nhìn một cái, liền cảm thấy không đúng, bật cười nói người tên này thật là sẽ trang. Nói tới chỗ này, thật giống như lại bắt được cái gì, lập tức im miệng, nhìn Thanh Nghiêu cổ tôn một mắt, Thanh Nghiêu cổ tôn sự chú ý hoàn toàn tập trung ở Diệp Thần trên mình, ngược lại cũng không lưu ý Phong Gian Mộng nói cái gì. Lớn ngộ thần kiếm Diệp Thần cung rồng thần khổ chiến mấy trăm hiệp, rốt cuộc là tìm được phải giết cơ hội khó khăn sử dụng một chiêu lớn mộ thần kiếm, cuồng bạo thiên táng kiếm khí, một lần hành động đem vậy rồng thần chém chết, rồng thần rên rỉ một tiếng, thân thể máu chảy như suối, ngã ở rừng rậm tới giữa, chung quanh rất nhiều võ giả, như ong vỡ tổ sông lên xẻ thịt, mà thi triển xong lớn mộ thần kiếm diệp thần, nhìn như tựa hồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, cả người là mồ hôi, da thịt trên có không thiếu lòng chảo phá ra vết thương, chống đỡ kiếm đứng, khá là chật vật sau lưng không môn mở toang ra, cái này người ở bên ngoài tới xem, hoàn toàn là ám toán thời cơ tốt nhất, đây là ta chu diệt luân hồi chi chủ tốt cơ hội, thanh nghiêu cổ tôn thấy một màn này, cũng không kiềm chế được nữa, chỉ cảm thấy nghìn năm cơ hội tốt, đang ở trước mắt, tất cả mọi người đều không giết chết luân hồi chi chủ, ngày hôm nay có thể phải chết ở trong tay hắn. Hắn tâm lý chỉ có một cái ý niệm như vậy, mắt đồng đỏ bừng, đột nhiên liền rút ra giữa eo treo lưỡi diều, thần đạo cảnh quy luật nổ, thân thể cách không chớp mắt, đã phá không giết tới Diệp Thần sau lưng, một búa chém đánh tiếp, nhưng mà, hắn nhất định phải được nhất kích, cũng không có thể thương tổn tới Diệp Thần, tập 4781, Diệp Thần tự hồ sớm biết hắn muốn đánh lén, ở diều chém đầu ngay tức thì, Diệp Thần đã nghiêng người né tránh, lang phong thần mạch mở, quanh thân tập tục vườn quanh, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, mỉm cười nhìn về phía thanh nghiêu cổ tôn, nói, làm sao? Người giàu gì cũng là cái thượng vị thần, muốn dựa vào đánh lén giết ta sao thanh Ngưu cổ tôn nhìn diệp thần cái này khí định thần nhàn hình dáng nơi nào có cái gì dây dưa lực quá độ dấu hiệu hắn thấy một màn này trong thoáng chốc thiên cơ động minh biết diệp thần là ngụy trang chính là muốn dẫn hắn ra tay nhất thời một cổ khí lạnh từ bàn chân vọt tới thiên linh cái tức giận kêu lên ngươi gạt ta diệp thần cười nói đúng vậy ta chính là gạt ngươi thì như thế nào những lời này nói xong diệp thần trong ánh mắt đã toát ra rét lạnh lạnh lùng tới cực điểm ý định giết người, hắn cùng thanh nghiêu cổ tôn, thù oán quá lớn, hắn và thiên nữ quyết chiến trước, liền bị thanh nghiêu cổ tôn thi trùng xâm nhập, cuối cùng muốn từ chém hồn phách giải quyết, trả giá giá cực lớn, sau đó, thanh nghiêu cổ tôn lại đoạn lấy máu tươi của hắn, muốn dựa vào giết hại hồ tiên, cắn trả hắn căn nguyên, hơn nữa bắc minh thiên đế cửu hận, diệp thần là tuyệt đối không thể nào thả qua hắn, hiện tại có chém giết cơ hội, hắn há hiểu sai quá thiên thương quyền, cho ta tiêu diệt, diệp thần quát to một tiếng, không chút so dự nào, lập tức một quyền cuồng oanh ra, thiên thương quyền uy thế, vào thời khắc này bùng nổ đến mức tận cùng, bá đạo vô cùng, đủ để chết yểu diệt thiên địa can khôn quả đấm, ngay tức thì liền đánh đến thanh nghiêu cổ tôn trước mặt. Thanh nghiêu cổ tôn kinh hoàng, chỉ cảm thấy diệp thần một quyền này, uy thế bá đạo, thật là không giống như là thế giới hiện thật có thể có chiêu số, là có thể xuyên qua ngôi sao tồn tại làm một quyền này tuôn ra, quý bầu trời màu lam, cũng ngay tức thì đổ bể, hóa thành màu đen hư không, mặt đất văng tung tóe một phiến thiên chết, yểu ám bi thương hơi thở, tựa như mảnh thiên địa này càn khôn, đều ở đây thần phục ở diệp thần quả đấm hạ, thanh nghiêu cổ tôn quang lên lưỡi diều đón đỡ, phía trên bộc phát ra giết hại hổ tiên sát khí, uy thế cũng là tương đương hung mãnh, nhưng tiếc là, nơi này là thế giới hiện thật, hắn rất nhiều thực lực, đều bị hạn chế, mà diệp thần nhưng không có bất kỳ hạn chế nào. Phịch, Diệp Thần hung hăng một quyền nện xuống, đem thanh nghiêu cổ tôn lưỡi diều, liên quan hắn cánh tay, cũng cùng đập vỡ. À à à, thanh nghiêu cổ tôn tại chỗ hét thảm lên, chỉ cảm thấy dây dứt đau nhức, thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn, chúng ta nợ, chờ ngươi bước vào không không lúc nào không, sẽ chậm chậm cùng tính một lượt, thanh nghiêu cổ tôn cắn răng nghiến lợi, tự biết ở thực tế hạn chế hạ, hoàn toàn không địch lại Diệp Thần, hoảng vội vàng che bị cắt đứt cánh tay, chạy mất dạng đi cửu long chi địa chạy ra ngoài, Diệp Thần cười cười nói, chỉ sợ ngươi ngày hôm nay lại phải chết, còn nói gì tương lai, hắn một bước bước ra, liền đuổi kịp thanh nghiêu cổ tôn sau lưng, sử dụng một đạo kiếm quang, chém chết hướng thanh nghiêu cổ tôn sau lưng, nhân quả luật, cho ta ngăn trở, thanh nghiêu cổ tôn cuồng quát một tiếng, một tầng vô hình không khí tường, bộc phát ra nhân quả luật thần uy, chặn lại Diệp Thần kiếm khí, thậm chí chặn lại Diệp Thần bước chân. Hắn cuối cùng là thần minh coi như bị thực tế hạn chế, những cái kia thần đạo cản cấp hát, cái khác thần thông biến hóa thủ đoạn, cũng là tương đối tuyệt diệu, tầng tầng không khí tường bầy, lập tức liền ngăn lại Diệp Thần, điểm này nhân quả luật, sợ rằng còn không ngăn được ta. Diệp Thần cười một tiếng, không chút kinh hoàng, hiện tại hắn thực lực, đã là phi thường cường đại, nếu là ở thế giới hiện thật thi triển, coi như là giống vậy nhân quả luật, cũng không cản được hắn, Bắc Minh thôn thiên pháp, phá cho ta, Diệp Thần bàn tay vừa nhấc sử dụng Bắc Minh thôn thiên pháp, rất miễn cưỡng đem trước mắt không khí tường, toàn bộ chiếm đoạt nghiền bạo, rồi sau đó lại hướng trước thanh nghiêu cổ tôn đuổi giết đi, hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền ra cửu long chi địa, cửu long chi địa bên trong, đạo đức thiên tôn, phong gian mộng, còn có rất nhiều võ giả, thấy diệp thần đánh bại thanh nghiêu cổ tôn, đều là vô cùng rung động, hôm nay diệp thần thực lực, quả nhiên là cường đại đến đủ để nghịch phạt thần sáng tỏ. Liền thanh nghiêu cổ tôn, cũng không phải là địch thủ của hắn, chỉ có bị đuổi giết chạy trốn kết quả, thằng nhóc này thật lợi hại, ta phải bắt được cửu thiên phục long ấn, mới có giết ngược hắn cơ hội, đạo đức thiên tôn trong lòng nghĩ như vậy, lập tức đi chém chết hạ một con thần long, hắn nghĩ thầm diệp thần đi đuổi theo người, không đến tranh đoạt cơ duyên, vậy dĩ nhiên là hắn tuyệt hảo cơ hội, diệp thần biết, mình đi ra đuổi giết thanh nghiêu cổ tôn, vậy cửu thiên phục long ấn cơ duyên, có thể liền không giành được, nhưng, hai người cân nhắc, hắn vẫn là muốn giết thanh nghiêu cổ tôn, cái này thanh nghiêu cổ tôn, đã đầu phục giả hàn, một khi ngày hôm nay bị hắn chạy, sau này lại giết muốn hắn, vậy thì không dễ dàng, hai người một đuổi một chạy, anh chủng thánh trong đất tuần tra bọn thủ vệ, thấy một màn này, đều là hoảng hốt, uống chờ nói, các ngươi đang làm gì, ta anh chủng thánh địa nơi quan trọng, không cho phép các ngươi quấy rối nhưng, diệp thần và thanh nghiêu cổ tôn, tự nhiên không có nghe, tiếp tục trốn truy đuổi. Vậy canh phòng vậy không theo đuổi bọn họ trốn truy đuổi tới giữa diệp thần phóng thích thần thông kiếm khí kéo dài đánh thanh niu cổ tôn người sau thì phòng thủ phản kích hai người tướng chiến để cho được anh chủng thánh địa rất nhiều kiến trúc đều bị phá hoại từng bụi cây anh đào bị phá hủy tình cảnh bừa bãi thanh niu cổ tôn ở thế giới hiện thật không phải diệp thần địch thủ vậy chạy khỏi không hết diệp thần đuổi giết dần dần cảm thấy mệt mỏi trong lòng lại là khủng hoảng lại là hỗn loạn cuối cùng hắn nhiều năm sát phạt còn duy trì bản năng chiến đấu theo bản năng bấm ngón tay tính toán, mơ hồ dòm ngó gặp phá cuộc hy vọng, liền hướng một chỗ bỏ chạy, Diệp Thần từ tiếp tục đuổi giết, hai người trốn truy đuổi tới giữa, đi tới một nơi rõ ràng cho thấy cấm địa địa phương, bởi vì chỗ này, có một từng đạo phủ văn màu đen, chuỗi nối thành phiến, thỏng xuống, tạo thành cấm chế, vây quanh phong tỏa một cái phần mộ, vậy trước phần mộ, có một khối mộ bia, phía trên có khắc, viêm thiên đế mộ, nam chữ, bên cạnh còn thờ phụng viêm thiên đế điêu xem loại có hai bụi cây phá lệ to lớn cây anh đào, sáng đẹp nguy nga, nhân quả luật, cấm chế mở ra, thanh nghiêu cổ tôn một tiếng tê uống, màu đen kia phủ văn cấu trúc thành cấm chế, liền tự động mở ra một kẽ hở, hắn lật đật chạy đi vào, đặt mông ngồi ở trước phần mộ, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, kẽ hở kia tự động khép lại, diệp thần lại bị chắn cấm chế bên ngoài, cấm chế này lực lượng, thập phần cường đại, cùng địa mạch tương liền, cũng không phải man lực có thể đánh vỡ. Thanh Ngưu cổ tôn là thần minh, nắm giữ các loại thần thông biến hóa, có thể dựa vào nhân quả luật, trực tiếp coi thường cấm chế trói buộc, mở ra cấm chế, nhưng Diệp Thần nhưng không làm được, đây là trong hồng trần người, cùng trên trời chân thần chênh lệch, đây là thần thông cảnh giới chênh lệch, cũng không phải sức chiến đấu có thể đền bù, ha ha, luân hồi chi chủ, không vào được chứ. Thanh Ngưu cổ tôn gặp Diệp Thần bị cấm chế nơi ngăn cản, nhất thời liền tuét miệng cười, nói, người chết chắc ta lập tức liền hồi không không lúc nào không bẩm báo giả hàn công tử cùng giả hàn công tử rời núi người nhất định phải chết diệp thần không nhịn cười được nói các ngươi trước mặt động thủ lại là mục nát kiếm lại là che đậy nguyên thiên đế tai mắt lại là máu tươi cắn trả cái gì có thể thương tổn tới ta sao thanh nghiêu cổ tôn sửng sốt một chút suy nghĩ kỹ một chút thật giống như đúng là như vậy coi như giả hàn ra tay trước mắt vậy không có thể đối luận hồi trận doanh tạo thành thực chất tính tổn thương hắn cắn răng nói, miệng lưỡi bén nhọn, thằng nhóc, lần này ngươi hại được ta như vậy chật vật, không phải ngươi lợi hại, là thực tế hạn chế, ta thực lực không phát huy ra được thôi, ta về trước không không lúc nào không, ngươi có ngon mà nói, liền bước vào không không bên trong tới, chúng ta đánh lại, thanh nghiêu cổ tôn hơi thở hòa hoãn lại, liền muốn biến dạng hư không, trở lại không không, diệp thần biết, nếu là để cho thanh nghiêu cổ tôn trở lại không không, hắn lại muốn báo thù. Vậy thì muôn vàn khó khăn hắn trong lòng cũng có chút nóng này, khua kiếm phá giết, nhưng Thủy Trung không thể phá rõ ràng trước mắt cấm chế phù văn, tầng này cấm chế, cùng địa mạch tương liền, trừ phi là đem anh chủng thánh địa phá hủy, nếu không cấm chế tuyệt đối không cách nào dùng dã man mở ra, trừ phi là vận dụng nhân quả luật, nhưng cái này là trên trời chân thần thủ đoạn, diệp thần sẽ một chút xíu nhân quả luật. Còn xa không đủ để đạt tới nói sao làm vậy bước, thanh nghiêu cổ tôn thấy diệp thần bộ dáng lo lắng, cũng không nhịn được vui vẻ cười to rào, ngay tại hắn lớn thời điểm cười, phù văn kia cấm chế, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào, lùi tản mát, không có phù văn cấm chế, diệp thần và thanh nhưu cổ tôn, chính là khoảng cách gần mặt đối mặt, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều ngẩn ra, không nghĩ tới tầng này phù văn cấm chế, lại đột nhiên tản đi, cái này. Đây là chuyện gì xảy ra, thanh nhưu cổ tôn hoảng hốt, theo bản năng nhìn về bên cạnh viêm thiên đế điêu xem, hắn tựa hồ cảm thấy được. Viêm thiên đế điêu xem, có ánh sáng lóe lên, rồi sau đó vậy cấm chế liền tản đi, chẳng lẽ nói, viêm thiên đế muốn hiển linh, diệp thần vậy mơ hồ cảm giác được, trong lòng đại hỷ, lộ ra một cái tản nhẫn lãnh khốc nụ cười, nói, thanh nghiêu cổ tôn, xem ra không cần đi không không thời không, chúng ta ân oán, hiện tại có thể giải quyết, thanh nghiêu cổ tôn có vẻ sợ hãi, nhìn diệp thần nụ cười, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, cái mông một chút xíu đi về sau di chuyển đi, mà diệp thần nhưng ở từng bước đến gần, này, luân hồi chi chủ. Ngươi muốn làm gì, thật muốn động thủ giết ta, người đây là không nói võ đức, lão tử thực lực không phát huy được, người coi như giết ta, ta cũng không phục, thanh nghiêu cổ tôn sợ hãi dưới, vừa tức giận hét lớn, diệp thần cười to nói, người không phục để ý chuyện ta làm gì, ta diệp thần tuyệt sẽ không để cho uy hiếp trở lại không không lúc nào không chung đi, cho ta chết, tiếng nói rơi xuống, diệp thần chính là không chút do dự, một quyền cuồng oanh ra, đập về phía thanh nghiêu cổ tôn đầu, ban đầu thanh nghiêu cổ tôn giết chết bắc minh thiên đế thời điểm cũng không nói cái gì võ đức là thừa dịp bắc minh thiên đế yếu ớt hắn mới có cơ hội giết chết hiện tại diệp thần ra tay cũng bất quá là một thù trả một thù thanh nghiêu cổ tôn mắt đồng co giúp lại nhìn diệp thần quả đấm đánh tới chỉ cảm thấy một cổ đủ để bạo diệt thiên địa lực lượng muốn chút xuống đến trên đầu mình hắn phí công giơ tay lên muốn đón đỡ nhưng diệp thần một quyền đập xuống đem hắn tay liên quan đầu cũng cùng đánh bể, máu tươi cùng óc bắn ra bắn ra, văng đến diệp thần trên khuôn mặt, một phiến nóng bỏng cùng lạnh như băng, hắn lại có loại báo thủ khoái cảm, thanh niên của tôn tuyệt đối không nghĩ tới, lịch sử tái diễn, hắn sẽ chết như vậy bực bội, nếu là ở không không lúc nào không, hắn một hơi thở chính là đủ để tiêu diệt luân hồi chi chủ. Nhưng mà, hắn hiện tại đi tới thế giới hiện thật, thế giới hiện thật đối không không thời không chân thần có cực lớn hạn chế. Nếu không, không không thời không tồn tại đã sớm tiêu diệt thế giới hiện thật, đây cũng là trong sâu thẳm quy tắc, đây cũng là không không thời không cường giả rất ít chân thân hạ xuống thế giới hiện thật nguyên nhân, thanh nghiêu cổ tôn tại chỗ chết đi, thi thể ngã xuống đất co quắp mấy cái, liền không nhúc nhích, nếu như là người bình thường, coi như đánh chết thanh nghiêu cổ tôn, cũng không khả năng diệt hắn nơi có thời gian tuyến, vẫn là sẽ để cho hắn có sống lại có thể, nhưng hiện tại diệp thần, luân hồi võ đạo tương đương hung mãnh, mượn thực tế quy tắc một quyền bạo đánh ra, đó là trong nháy mắt, là có thể bạo diệt một ít kẻ địch nơi có thời gian tuyến, không cho hắn bất kỳ phục hy vọng sống. Đáng tiếc ở không không lúc nào không hắn liền không làm được như vậy, hôm nay, cái này thanh nghiêu cổ tôn, là hoàn toàn chết, không có lại sống lại có thể. Tập 4782, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nhâm phi phàm không có thể giết chết thanh nghiêu cổ tôn, nhưng chết ở ở trên tay hắn, cuối cùng là giải quyết hết một cái tai họa ngầm cũng coi là thay Bắc Minh Thiên Đế báo thù, nếu như lần này không chu diệt, trở lại không không lúc nào không, thanh nghiêu cổ tôn không có hạn chế, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, loảng xoảng thanh nghiêu cổ tôn sau khi chết, một khối nghiên mực hình dáng đồ, mang hòa hợp linh khí, từ trong cơ thể hắn rớt ra, ô, đây là, diệp thần bàn tay một chảo, cách không nhức khởi vậy nghiên mực, chỉ gặp nghiên mực phía trên, thịnh chứa, cũng không phải cái gì mực, mà là một hoàng nước trong, tản mát ra hòa hợp tiên khí trong đó có sát khí nồng nặc, xâm nhập phạt người tâm thần, Diệp Thần cầm cái này nghiên mực thời điểm, sát khí gào thét tới đây, hắn trên bàn tay lông tơ, cũng từng cây một bị chém đứt xuống, đây là giết hại hồ tiên, có thể tiện nghi ta. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, biết cái này nghiên mực, chính là thanh nghiêu cổ tôn bổn mệnh pháp bảo, thập đại hồ tiên bên trong giết hại hồ tiên, Diệp Thần ngắm nhìn giết hại hồ tiên, có thể thấy cái bóng của mình, trong lòng đột nhiên tới giữa, khó hiểu cảm thấy có chút bi thương cái này của bi thương tới được đột nhiên để cho diệp thần sửng sốt một tí hắn lại xem giết hại hồ tiên liền cảm thấy cái này hồ tiên bên trong nước hình như là từng giọt nước mắt tạo thành những cái kia nước mắt mang to lớn bi thương cho nên hắn ngắm nhìn thời điểm bị thương cảm hơi thở dính mình cũng cảm thấy được bi thương thậm chí còn muốn rơi nước mắt pháp bảo này thật đúng là thần kỳ lại có thể có thể kích động ta đạo tâm không biết là vị kia đại năng chế tạo diệp thần lặp đi lặp lại bưng tính trước giết hại hồ tiên trong lòng rất là tò mò vật này là kiếm ma chế tạo cái này vốn là kiếm ma đồ đột nhiên một giọng già nua truyền tới diệp thần trong lỗ tai diệp thần kinh hãi ai hắn ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía viêm thiên đế pho tượng tim căng thẳng nói viêm thiên đế là ngươi sao mới vừa phần mộ cấm chế phủ văn đột nhiên tản ra tựa hồ cũng là bởi vì là viêm thiên đế hiển linh ở sau lưng chơi lực diệp thần nơi này không phải chỗ nói chuyện luân hồi chi chủ ngươi ở ta trước mộ phần dập đầu ba cái vang đầu, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện, ta có chút lễ vật muốn đưa cho ngươi, à, quá nhiều biết bao năm, ta cũng đích xác muốn cùng người trò chuyện một chút, cũng có chút nói muốn cảnh cáo ngươi, thanh âm kia nói, diệp thần nghe được thanh âm kia, biết vậy khẳng định là viêm thiên đế thanh âm, trong lòng dâng lên vô hạn tò mò, viêm thiên đế đủ loại truyền thuyết, hắn nghe khiếu tinh vân đề cập tới, trong lòng đã sớm tràn đầy hướng tới, hiện tại viêm thiên đế lại muốn ở trước mặt mình hiển linh thậm chí nói có lễ vật đưa cho mình vậy thì thật là thiên đại cơ duyên tạo hóa viêm thiên đế là cao cấp thiên đế chủ thần cho hắn dập đầu cũng không coi là làm nhục diệp thần lập tức diệp thần liền quỳ xuống viêm thiên đế trước mộ cho hắn dập đầu ba cái ở dập đầu xong ngay tức thì diệp thần liền cảm thấy chung quanh hư không một hồi vạn vẹo mình cả người đều bị lôi kéo đến một cái đặc thù trong không gian đi cái này mảnh không gian mờ mịt không hôm nay chỉ có một bụi to lớn cây anh đào đứng sừng sững, dưới cây anh đào, thiêu đốt một cái chậu lửa, một cái ông già, chắp tay đứng ở chậu lửa bên cạnh, chính là viêm thiên đế, viêm thiên đế thấy diệp thần đi vào, mới vừa còn thật cho hắn dập đầu, không nhìn được vui vẻ cười to, nói, luân hồi chi chủ, ngươi còn thật cho ta dập đầu, ta viêm thiên đế cuộc đời này, vậy coi là không uổng công, ngươi nhưng mà đủ để bao trùm chư thiên nhân vật, diệp thần thấy viêm thiên đế cái này mừng như điên tư thái, bật cười khanh khách. Sợ một cái lỗ mũi, vậy không lên tiếng, viêm thiên đế cười lớn một phen sau đó, nụ cười lại đột nhiên thu liễm, hướng diệp thần quỷ xuống, bình bịch bịch trả ba cái vang đầu, nói, luân hồi chi chủ, ngươi là ta cuộc đời này tôn kính nhất nhân vật, ta cũng không dám chiếm người tiện nghi, mới vừa chỉ là chỉ đùa một chút, diệp thần vội vàng đem viêm thiên đế đỡ dậy, nói, tiền bối chính là một đời cao nhân, ta hôm nay chiếm dụng thái nhất âm dương bàn. Vậy coi là bị tiền bối ân huệ, dập đầu cho ngươi cũng không sao, viêm thiên đế cười nói, không nói cái này, luân hồi chi chủ, có thể thấy ngươi, ta rất là cao hứng, trước kia luân hồi cửu thế, ta đều không cơ hội gặp được, cái này thứ mười đời, có thể coi như là gặp được, diệp thần nói, tiền bối là thiên đại nhân vật, là trên tinh không vĩ đại tồn tại, ngươi đối tại hạ như vậy sùng bái, tại hạ không khỏi vinh hạnh, viêm thiên đế cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi mới thật sự là vĩ đại tồn tại, thế gian truyền thuyết ta sáng lập lửa, nhưng thực không phải vậy chân chính lửa tổ nguyên là ngươi lửa trời mệnh tinh ta chỉ là học hỏi lửa trời mệnh tinh may mắn đạt được linh cảm tạo hóa ra ngọn lửa ta cái này viêm thiên đế danh hiệu nhưng thật ra là có chút lạm quyền chân chính viêm thiên đế hẳn là ngươi diệp thần ngẩn ra ngược lại là không nghĩ tới là cái kết quả này nói tiền bối cất nhắc ta hôm nay khoảng cách thiên đế chủ thần cảnh giới không biết có bao nhiêu xa xôi đây viêm thiên đế cười nói lấy ngươi hôm nay võ đạo nội tình Sớm muộn có một ngày, có thể bước lên vô cùng sưng đế, là thiên địa bá chủ, dừng một chút, Viêm Thiên Đế thần sắc lại đổi được có chút ngưng trọng, nói: "Bất quá bây giờ nói, ngươi tu được trước thu phục Cửu Thiên Phục Long ấn, nếu bị chín tầng trời Phục Long dạy người làm loạn, sự tình kia cũng không tốt thu thập." Trong lúc nói chuyện, Viêm Thiên Đế tay nắm chặt, Thiên Cơ Hội tụ, diễn hóa ra ngoại giới hình ảnh, liền thấy vậy Cửu Long chi địa bên trong, mới vừa diệp thần, Phong Gian Mộng, Đạo Đức Thiên Tôn tất cả chém chết một con thần long sau đó còn dư lại sáu con thần long lúc này lại đồng loạt ngửa mặt lên trời gào thét hơi thở chợt tăng thần quang nhô lên bộc phát ra mãnh liệt ý chí võ đạo thực lực vậy từ thần đạo cảnh tầng thứ nhất sơ cấp bước điên cuồng tăng vọt nhanh chóng đạt tới tầng thứ nhất đỉnh cấp lấy diệp thần thực lực trước mắt đối mặt thần đạo cảnh tầng thứ nhất sơ cấp có thể đối kháng nhưng nếu như là đỉnh cấp cái khác liền có chút khó giải quyết những thứ này rồng thần sau lưng có người đang thao túng, diệp thần con ngươi hơi co lại, mơ hồ cảm thấy không đúng, viêm thiên đế gật gật đầu nói, đúng vậy, là chín tầng trời phục long dạy người, ha ha, phục long ấn ở nơi này phiến anh chủng thánh địa xuất thế, phỏng đoán cũng là bọn họ khống chế, bọn họ muốn chặt đứt ngày xưa nhân quả, muốn giết sạch tạ anh chủng thế gia người, diệp thần hỏi, bọn họ là muốn báo thù sao, viêm thiên đế nói, cái gì báo thù? Diệp thần trần chờ một tí, vẫn là nói, ta nghe nói năm đó tiền bối ngươi tàn sát mục giã gia tộc, cái này phục long ấn là mục giã gia tộc chí bảo, vậy chín tầng trời phục long dậy muốn đến cũng cùng mục giã gia tộc có liên quan chứ? bọn họ là phải hướng ngươi báo thù. Viêm Thiên Đế nghe được Diệp Thần suy đoán, nhưng là lắc đầu liên tục, nói không phải, không phải, mục giã gia tộc không phải ta diệt, là kiếm ma tàn sát, vậy chín tầng trời phục long dậy cũng không phải muốn cái gì báo thù, chỉ là đơn thuần muốn chặt đứt nhân quả đem cùng cửu thiên phục long ấn có liên quan dấu vết, nhân vật, quan hệ, toàn bộ chém thanh giết thanh. Bọn họ là một đám người điên, diệp thần sửng sốt một tí, chỉ cảm thấy những chuyện này sau lưng, có thiên đại nhân quả, liền nói, đây rốt cuộc là chuyện gì, viêm thiên đế trao mày, trầm ngâm nói, những chuyện này, rất phức tạp, ta vốn là chẳng muốn nói cho ngươi, nhưng chưa nhiều nghi nan khốn cục, cũng chỉ có ngươi có thể phá giải, a à. Để cho ta suy nghĩ một chút nói thế nào, cửu thiên phục long ấn, chín tầng trời phục long dậy, mục giã gia tộc, kiếm ma, anh chủng thế gia vân, vân, cái này sau lưng rất nhiều truyền thuyết lâu đời cùng bí mật, hiển nhiên là rắc rối phức tạp, viêm thiên đế đang sửa sang trước từ ngữ, diệp thần kiên nhẫn chờ, cũng không thúc giục, viêm thiên đế ở trầm tư hồi lâu sau đó, mới nói, a à, chúng ta hay là từ đầu nói tới, ta năm đó, là anh chủng thế gia gia chủ, thấy thần anh thụ mau khô héo tiêu diệt, tiện tay dẫn tộc nhân chạy trốn, ta trước một mình đi tới không không lúc nào không, tìm thích hợp chỗ tị nạn, ta gặp không không lúc nào không, một phiến hắc ám lạnh như băng, liền sáng tạo ra lửa, lúc này, có một người thấy được, hắn rất kinh ngạc, hỏi ta đó là cái gì, ta nói vật này kêu lửa, ánh sáng có thể để xua tan hắc ám, cũng có thể sưởi ấm, hắn thật cao hứng, nói hắn đúng là cảm thấy không lạnh. Ta gặp hắn một bộ dã nhân hình dáng, thân mặc da thú, ăn tươi nuốt sống, liền lợi dụng lửa. Cho hắn thịt nướng nấu ăn, hắn lần đầu tiên được ăn đồ ăn chín lại là cao hứng nói trước kia cho tới bây giờ chưa ăn qua thức ăn ngon như vậy hắn trước kia thức ăn phần lớn đều là lạnh như băng cổ thần thi hài ta rất là kinh ngạc chẳng lẽ người này lại lớn mạnh như vậy hoàn toàn lấy cổ thần làm thức ăn vậy cũng quá kinh khủng một ít ta lại hỏi kỹ hắn hắn nói hắn kêu kiếm ma không có tên chữ liền kêu kiếm ma là kiếm mà sống bình xanh là kiếm thành si diệp thần nghe viêm thiên đế kể lể chuyện cũ nội tâm vậy khó hiểu khẩn trương lên kiếm ma cái này hai chữ có thể nói là nát vụn tục vô cùng danh hiệu thế gian không biết có nhiều ít luyện kiếm người được gọi là kiếm ma nhưng diệp thần biết viêm thiên đế nói cái này kiếm ma nhất định là có thể phối nổi cái danh hiệu này người viêm thiên đế nói tiếp ta hỏi hắn kiếm người đây kiếm ma nói kiếm hắn trong lòng nhật nguyệt sơn hà thiên địa vạn tượng từng ngọn cây cọng cỏ thậm chí hắn một cái ánh mắt đều là kiếm hắn ta trong đầu nghĩ Tương lai ta anh chủng thế gia, chạy nạn đến không không lúc nào không, ắt phải sẽ có rất nhiều gian nan hiểm trở, nếu như có thể kết giao một ít cường giả, có lẽ là có thể nhẹ nhõm một chút, trong lòng liền có và cái này kiếm ma kết giao ý, ta muốn thử một chút kiếm hắn, hắn đáp ứng, thời điểm đó ta đã là thiên đế cấp 9, nhưng chưa từng dự đoán, ta cùng hắn so kiếm, lại có thể không sánh bằng hắn, hắn ngưng khí là kiếm, trong 10 chiêu, liền đem đánh bại ta, người này kiếm đạo cường hãn đã có thể nói vô địch dĩ nhiên thật ra thì bàn về tổng hợp sức chiến đấu hắn chưa chắc có thể chiến thắng ta bởi vì ta còn có rất nhiều thần thông rất nhiều nhân quả luật rất nhiều đại lộ biến hóa không có thi triển ra chỉ là luận kiếm mà nói ta là tuyệt đối không thể so sánh với hắn hắn vậy nhìn thấu một điểm này nói ta vô cùng cường đại so hắn đã gặp tất cả người đều mạnh hơn hắn muốn trần trần chính chính đánh bại ta kêu ta thi triển ra toàn bộ thần thông hắn muốn từng cái lấy kiếm phá ta lúc ấy đang chuẩn bị dẫn gia tộc chạy nạn tự nhiên bất tiện cùng hắn thật đánh hắn nhưng là muốn đỉnh cấp tỉ thí ta không thể làm gì khác hơn là tránh đánh không nghĩ tới hắn là kiếm thành si cũng là một cái võ si mỗi ngày quấn ta nói muốn chân chính quyết đấu ta có chút chán ghét liền cùng hắn nói người muốn đánh lộn có thể tìm mục dã người gia tộc đánh mục dã gia tộc lúc ấy đã thành công chạy nạn tìm được một cái đặc biệt thích hợp chỗ tị nạn nhà bọn họ thiếu chủ còn miệng ra cuồng ngôn nói ta như chịu gả con gái cho hắn hắn liền nguyện ý tiếp nhận ta anh chủng thế gia dẫn chúng ta tiến vào hắn chỗ tị nạn ta viêm thiên đế bực nào nhân vật tự nhiên không thể nào khuất phục dưới người liền cự tuyệt hắn hai bên lời nói có chút mâu thuẫn nháo được không quá vui vẻ ta kêu kiếm ma đi tìm mục dã người gia tộc cũng là tạm thời tức giận tiếng nói diệp thần nghe đến chỗ này tim căng thẳng mơ hồ đoán được cái gì nói sau đó kiếm ma liền đem mục dã người gia tộc toàn bộ giết sạch viêm thiên đế sắc mặt rất là đắng chát khó khăn xem gật gật đầu nói đúng vậy hắn tiến vào mục giã gia tộc cơ hồ giết sạch tất cả người chỉ có một ít người sống sót trốn thoát theo lẽ thường mà nói kiếm mà đích thực là một cái mà đầu làm việc tùy mình không có bất kỳ đạo lý có thể hạn chế ở hắn hắn giết người không có bất kỳ mục đích gì chỉ là cảm thấy vui chỉ là muốn thử một chút kiếm pháp của mình ở ta gặp phải hắn trước hắn đã không biết giết bao nhiêu người tàn sát nhiều ít thời không hắn nói chỉ có giết hại mới có thể để cho mình kiếm đạo đạt được rèn luyện cùng tinh tiến tuy nói mục dã gia tộc là hắn tàn sát nhưng thực nhân quả trách nhiệm ở ta nếu như không phải là ta hắn cũng sẽ không đi tìm mục dã gia tộc ta chỉ là không nghĩ tới kiếm hắn như vậy lợi hại toàn bộ mục dã gia tộc lại có thể không người nào có thể ngăn cản diệp thần nói vậy sau đó thì sao viêm thiên đế nói sau đó ta liền đi mục dã gia tộc chỗ tị nạn Thu liễm bọn họ hải cốt đúc thành một kiện pháp bảo lấy thần anh thụ sau cùng ánh sáng hóa thành siêu độ bọn họ đồ đằng để cho bọn họ oan hồn lấy được yên nghỉ Diệp thần giọng nói vậy có chút khô khốc nói vậy pháp bảo chính là Thái Nhất Âm Dương Bàn Viêm Thiên Đế nói đúng vậy vậy quá một Âm Dương Bàn coi như là mục dã gia tộc nghĩa địa Diệp thần kinh ngạc không nói ra lời không nghĩ tới Thái Nhất Âm Dương Bàn sau lưng dính líu tới nhân quả so hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn sau lưng còn có một cái kiếm ma tồn tại, tập 4783, vậy kiếm ma đâu? Diệp thần lại hỏi, viêm thiên đế nói, kiếm ma sao? Hắn là cái người điên, nói giết người muốn nhổ cỏ tận gốc mới phải chơi, liền đuổi theo giết mục giã gia tộc người sống sót, những cái kia người sống sót, không ngừng chạy nạn, cuối cùng dâng lên cửu thiên phục long ấn, cầu được một cái hắc ám ma thần chủng tộc che chở, cái đó hắc ám ma thần chủng tộc, kêu thứ chín hồn tộc, là hồn thiên đế hậu duệ tà ác hung bạo rất, bọn họ lợi dụng cửu thiên phục long ấn, sáng tạo ra một cái giáo phái, liền kêu chín tầng trời phục long dậy, cũng từng hùng bá một cái thời đại, còn như tới mục dã gia tộc người sống sót, liền toàn bộ thành chín tầng trời phục long dậy nô lệ, nếu như không phải là có lời thề hạn chế, thứ chín người hồn tộc, sớm cầm bọn họ toàn bộ giết sạch, kiếm ma không tìm được chín tầng trời phục long dậy chỗ, liền buông tha đuổi giết, hắn tâm tư giống như một đứa nhỏ, đơn thuần đến đáng sợ chuyện này hắn rất nhanh liền quên mất trở về lại bên người ta quấn ta mỗi ngày yếu quyết đấu diệp thần có chút rợn cả tóc gáy thật ra thì tâm tư của một đứa trẻ mới là đáng sợ người trưởng thành làm việc sẽ cân nhắc lợi ích quy củ nhưng đứa nhỏ nói làm việc toàn bằng tâm tính không cố kỵ chút nào đây mới thực sự là đáng sợ tồn tại tiền bối ngươi sau đó cùng cái đó kiếm mà quyết đấu sao diệp thần hỏi viêm thiên đế nói không có Ta lúc ấy chạy nạn đến không không lúc nào không, vì ta anh chủng thế gia sinh tồn, khắp nơi Nam Trinh Bắc chiến, mỗi ngày đều ở khói lửa trong chiến loạn vượt qua, nơi nào có thời gian và cái này kiếm ma dây dưa, ta kẻ địch càng ngày càng nhiều, chủ yếu nhất kẻ địch là thứ chín hồn tộc thống lĩnh 9 tầng trời phục long dậy, bọn họ thời thời khắc khắc đều nhớ tiêu diệt ta, ngược lại không phải là vì thay mục dã gia tộc trả thù, chỉ là vì chém thanh nhân quả, hoàn toàn nắm trong tay cửu thiên phục long ấn bởi vì vậy cửu thiên phục long ấn, bên trong có rất nhiều nhân quả dây dưa, hiện đầy tinh không dấu vết, bọn họ cần đem những dấu vết này, toàn bộ chém chết, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay, ta gặp thứ 9 người hồn tộc, đối cửu thiên phục long ấn như vậy coi trọng, rất là kỳ quái, vật kia tuy là cao cấp pháp bảo, nhưng vậy không trọng yếu đến tình cảnh này à, sau đó kiếm ma nói cho ta nói, hắn cầm thứ 9 hồn tộc phó thủ lãnh giết, thám thính được một cái bí mật, chính là cửu thiên phục long ấn bên trong có thể hàm chứa trung cực thần linh bí mật nếu như có thể nắm trong tay ấn tì thì có thể nắm trong tay trung cực diệp thần ngạc nhiên trung cực thần minh viêm thiên đế nói đúng vậy rất nhiều người cũng lấy là tinh không bờ bên kia bên trong tồn tại một cái cuối cùng thần minh chúa tể hết thảy thậm chí liền hồn thiên đế đều là như thế cho là hắn còn cung phụng ra mình quyết tử ma nhãn nhưng ta biết cái gì trung cực thần minh là tuyệt đối không tồn tại chỉ ít ta không nghe nói qua nhưng thứ chín người hồn tộc nhưng cho rằng là tồn tại cử thiên phục long ấn có thể ẩn chứa cuối cùng bí mật bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua ta áp lực càng ngày càng lớn bằng vào thiên đế cấp chín thực lực đã khó mà đối kháng cái này rất nhiều kẻ địch còn có thứ chín hồn tộc xâm nhập giết ta muốn đột phá muốn trở thành là siêu phẩm thiên đế ta noi theo hồn thiên đế hiến tế mình một con mắt nhưng không phải cung phụng cho tinh không mà là cung phụng cho vận mệnh đại lộ ta muốn lắng nghe vận mạng dạy bảo tìm được đột phá cơ hội ta nơi cung phụng ánh mắt sau đó hóa thành một cái ngôi sao kêu xích đồng thần tinh diệp thần nghe đến chỗ này bừng tỉnh hiểu ra lúc đầu xích đồng thần tinh thật sự là viêm thiên đế ánh mắt biến thành trước mắt ở kỳ tư thanh trong tay hắn nhìn về phía viêm thiên đế cặp mắt quả nhiên phát hiện có một con mắt là không có ánh sáng hình như là cái gì tinh thạch đúc cũng không phải chân tranh ánh mắt tiền bối vậy người đột phá sao diệp thần lại hỏi viêm thiên đế nói Ta Linh nghe được vận mạng chỉ dẫn, ta đích xác là có đột phá cơ hội, thậm chí, ta đã đột phá đến nửa bước siêu phẩm bước, chỉ kém cuối cùng nửa bước, là có thể thành là chân chính siêu phẩm thiên đế, cùng nguyên thiên đế, hồn thiên đế cũng giá tề khu, Diệp Thần nội tâm chấn động, nửa bước siêu phẩm, đây thật là nghịch thiên, như vậy xem ra, năm đó viêm thiên đế, hẳn là nguyên thiên đế và hồn thiên đế trở xuống, nhất là nhân vật cường đại, là đột phá cấp 9 tồn tại viêm thiên đế nhưng là một tiếng thở dài nói chỉ tiếc ở nơi này trọng yếu nhất giây phút thứ chín hồn tộc thủ lãnh cũng chính là chín tầng trời phục long dạy giáo chủ hắn tìm được ta cũng thừa dịp ta đột phá để gặp hơi thở không yên cho ta một kích trí mạng ta biết mình không sống qua ba ngày coi như ta chết liền sống lại đạo tâm cũng phải bị long đong không thể nào lại đột phá thậm chí liền thiên đế tu vi cũng không gánh nổi ta biết ta nếu là chết ta anh chủng thế ra như thế nhiều kẻ thù thì như thế nào có thể sống được, bất đắc dĩ, ta triệu tập trong gia tộc người, kêu bọn họ phân tán chạy trốn. Ta đem ta và gia tộc tồn tại thiên cơ dấu vết, toàn bộ xóa đi, lại đem mình thân thể, chia nhỏ thành sáu phần, tứ chi, thân thể và đầu lâu, ta hậu nhân đều cầm một phần chia, phân tán chạy trốn, ta nhưng thật ra là không muốn chết, ta đang mong đợi tương lai có một ngày, luân hồi chi chủ có thể ra đời, sau đó góp đủ ta thân thể, đem ta sống lại, Ta vẫn là muốn lại đánh vào siêu phẩm Thiên Đế, nơi này chôn là ta cánh tay trái, nhưng năm tháng bể dâu, ta tất cả dã tâm đều đã tan mất, hiện tại cũng không muốn cái gì sống lại, ngoại giới tranh đấu, ta đã sớm chán nản, chỉ muốn gia tộc hậu nhân có thể thật tốt sống sót, tương lai có cơ hội trở lại tinh không bờ bên kia. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng sinh ra một chút phảng phất cảm giác, chỉ cảm thấy thế sự biến ảo, bể dâu bi thương, hắn rốt cuộc biết, Viêm Thiên Đế tất cả câu chuyện cũng biết hắn năm đó, vì sao phải xóa đi tất cả thiên cơ dấu vết, dừng một chút, Diệp Thần liền nghĩ tới kiếm ma, hỏi, vậy kiếm ma đâu? Hắn còn sống không? Viêm thiên đế nói, kiếm ma. Ha ha, ta sau khi chết, hắn rất thương tâm, bởi vì cho đến ta chết, hắn cũng không có cùng ta quyết đấu cơ hội, ta hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ thương tâm đến tình cảnh này, mỗi ngày đều đang khóc, mỗi ngày đều đang giết người, một bên giết một bên khóc. Mỗi ngày đang kêu gọi ta tên chữ, năm đó ta anh chủng thế ra, thấy thần anh thụ khô héo thời điểm, đều không hắn khóc được như vậy thương tâm, diệp thần ngẩn người, tưởng tượng một tí hình ảnh kia, cũng có chút giờ khóc giờ cười, không nói gì với nhau, viêm thiên đế thở dài nói, thật ra thì ta đều thấy được, ta dù chết, nhưng chỉ cần có ngọn lửa địa phương, thì có ta ý chí, thế gian ngọn lửa bất diệt, ta ý chí cũng sẽ không biến mất, kiếm ma nước mắt cùng sát ý, cuối cùng hội tụ thành một cái hồ tiên. Chính là bên trong tay ngươi giết hại Hồ Tiên, Diệp thần ánh mắt có chút mê ly, là thật không nghĩ tới giết hại hổ tiên sau lưng, còn có một đoạn như vậy truyền thuyết. Viêm thiên đế nói, kiếm ma cuối cùng nước mắt khóc khô, giết hại cùng năm tháng mài mòn, cuối cùng vậy để cho hắn khô lão nhi chết, nhưng kiếm đạo của hắn ý chí, quá hừng hực, cũng là sẽ không biến mất, ta suy tính thiên cơ, biết gần đây một trăm ngàn này năm thời gian, hắn đã chuyển thế sống lại, chuyển thế sau khi sống lại kiếm ma, tên gọi hàn diễm, người sau này gặp phải đụng phải, ngàn vạn muốn lưu ý năm đó kiếm ma giết người như ngué vì chui luyện cái gọi là kiếm đạo không biết tàn sát nhiều ít sinh linh đời này hắn người nếu như gặp phải tốt nhất có thể dẫn dắt hắn bước lên chính lộ tìm bất tránh kiếm thì ta tương lai muốn ở tinh không bờ bên kia sinh tồn cũng cần một viên tránh đạo chi tâm ta có dự cảm các ngươi chạm mặt ngày sẽ không quá xa diệp thần nói hàn diễm được tiền bối ta nhớ danh tự này Viêm Thiên Đế gật đầu một cái, giọng nói đột nhiên đổi được trịnh trọng lên, nói: "Luân Hồi chi chủ, ta còn có một lời, muốn muốn tặng cho ngươi." Diệp Thần nói, Tiền Bối mời nói, Viêm Thiên Đế nói: "Vậy chỉ thủy kiếm đạo, ngươi có thể không dùng còn chưa phải dùng, bởi vì đó là nghịch chuyển đại lộ, đánh vỡ suy luận lẽ thường kiếm pháp, ngang hàng nghịch thiên, trời xanh vạn vật lấy nuôi người, nghịch thiên sẽ không có kết quả gì tốt, nếu như nói tinh không bờ bên kia, thật tồn tại cái gì cuối cùng thần minh?" ta muốn cái này thần minh, chính là cái này thiên chữ, diệp thần trong lòng rét một cái, nói, ta biết, tiền bối, đa tạ ngươi chỉ điểm, viêm thiên đế lại gật gật đầu nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, vậy ta mai táng ở chỗ này cánh tay trái, ngươi có thể cầm đi, đây là ta thiên đế cánh tay, ngươi nếu như luyện hóa, sẽ có thiên đại chỗ tốt, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, diệp thần cau mày nói, tiền bối. Ta luyện hóa ngươi thiên đế cánh tay, đem ngươi tới há không phải là không thể sống lại, viêm thiên đế nói không sao ta nói ta chẳng muốn lại phục làm cái gì rất dài năm tháng đã sớm đem ta tất cả dã tâm toàn bộ phai mờ ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại diệp thần im lặng cuối cùng chắp tay nói tiền bối người yên tâm nếu như ta có đủ thực lực ta sẽ chiếu cố tốt người hậu duệ dừng một chút diệp thần lại trần chờ nói chỉ là cái này phiến anh chủng thánh địa người tựa hồ đối với ta không quá bạn thân viêm thiên đế ha ha cười một tiếng, nói là bọn họ hiểu lầm, vốn là tạ anh chủng thế gia, là thờ phượng luân hồi, nhưng luân hồi trước cửu thế, đều không thể quật khởi, cho nên rất nhiều người tín ngưỡng đều dao động, thậm chí đối với luân hồi sinh ra oán hận, ta tối nay sẽ báo mộng cho bọn họ, cùng bọn họ nói rõ ràng, người cái này nhất thế, nhất định có thể nghịch thiên quật khởi, bây giờ nói, xin người hãy trước chém chết nhiều thần long kia, nhiều thần long kia. Đều là thứ chín hồn tộc tạo hóa đi ra ngoài, hướng bên trong quán chú vô số hoàng kim nguyên ngọc và thiên tài địa bảo tài nguyên, mới có thể để cho những thứ này rồng thần, có như thế cường đại lực lượng, ha ha, thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp, vẫn là sáu con rồng, sợ là có thể cầm ta anh chủng thánh địa phá hủy, chém chết rồng thần, đối kháng thứ chín hồn tộc, liền nhờ ngươi, viêm thiên đế trong tay linh khí hội tụ, thực thì hiển hóa ra ngoại giới chiều hướng, chỉ gặp vậy cửu long chi địa bên trong, sáu con thần long gầm thét gào thét, uy năng nổ, đột nhiên bay đánh ra, Đột phá Cửu Long chi địa phạm vi, xông về phía anh trùng thánh địa những địa phương khác, tung lên trùng trùng gió bão, điên cuồng đánh giết, anh trùng thánh địa nhất thời đại loạn, khắp nơi truyền ra tiếng kêu thảm thiết và kịch liệt tiếng hò hét, rất nhiều cường giả điều động, bắt đầu diệt sát thần long. Cửu Long chi địa bên trong, đạo đức thiên tôn, phong gian mộng và rất nhiều võ giả, cũng có chút ngây ngẩn, không nghĩ tới vậy, còn dư lại mấy con thần long, đột nhiên nổi điên, diệp thần nhưng là thấy rõ biết trước mặt ba con thần long chỉ là giò xét núp ở sau lưng thứ chín hồn tộc và chín tầng trời phục long dậy giờ phút này mới rốt cục bùng nổ muốn xúc diệt toàn bộ anh chủng thánh địa chặt đứt tất cả nhân quả để cho cửu thiên phục long ấn khôi phục tinh khiết cái này ấn tỳ cho dù là đã từng quay về khư tinh không dấu vết cổ xưa nhân quả như cũ tồn tại chỉ có dựa vào giết hại tồn tại đem bên ngoài nhân quả toàn bộ chém thanh mới có khôi phục tinh khiết có thể diệp thần thấy vậy sáu con thần long nổi điên Khí tượng kinh thiên, thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên, càng ngày càng nhiều võ giả đều bị hấp dẫn tới đây, Diệp Thần thấy trùng dương chân nhân đều tới, còn có vạn khư hùng bá viêm cũng tới, thậm chí là không không lúc nào không, vậy có thế lực bị hấp dẫn, lục tục có người cưỡng ép xông phá thời không vách đá, hạ xuống, tình cảnh mười phần kịch liệt, cũng muốn cướp lấy Cửu Thiên Phục Long ấn, tranh đấu kịch liệt, để cho một cái cái thân thể ngã xuống, từng luồng vong linh hơi thở nhưng vẫn động đi cửu thiên phục long ấn thổi tới, trở thành bồi bổ pháp bảo chất dinh dưỡng, diệp thần bộ dạng sợ hãi, nói, pháp bảo này đang hấp thu vong hồn, viêm thiên đế nói, dĩ nhiên, thật ra thì thứ chín hồn tộc, để cho cửu thiên phục long ấn ở chỗ này xuất thế, chỉ là vì thu hoạch nhiều một chút vong hồn, tráng đại pháp bảo, đây là âm mưu của bọn họ, căn bản là không có muốn để cho người ngoài chấm mút pháp bảo này, diệp thần có chút ra đầu tê dại, bỗng nhiên liền nghĩ tới văn thiên đại sư, nói, cái này cử thiên phục long ấn chân quý như vậy, năm đó làm sao sẽ bị văn thiên đại sư đạt được, viêm thiên đế nói, à, cái đó văn thiên sao? Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, đoán chừng là mục dã người gia tộc, và thứ chín hồn tộc đấu pháp, tiện nghi hắn. Diệp thần nói, đây là chuyện gì xảy ra, viêm thiên đế cong ngón tay đoán, nói, để cho ta tính một chút, những chuyện này ta cũng không rõ lắm, a à, Thật ra thì chính là mục dã gia tộc, lâm vào là thứ chín hồn tộc nô lệ sau đó, một mực không cam lòng, muốn lần nữa quật khởi, vô số kỷ nguyên tới nay, vậy sản sinh ra một ít nhân vật cường đại, tập 4784, bọn họ biết muốn giết ngược thứ chín hồn tộc, trước hết lấy lại cửu thiên phục long ấn, liền thi triển nhân quả luật, phải đem ấn tỷ đoạt trở lại, thứ chín hồn tộc vậy lấy nhân quả luật đối kháng, hai bên đấu pháp, cái này ấn tỷ nhưng đánh mất đi ra ngoài, bị cái đó văn thiên đạt được, nhưng chân quý như vậy pháp bảo, không phải người tí hon kia vật có thể nắm trong tay, hắn cuối cùng bỏ mình, pháp bảo quay về khư, trở về lại chín tầng trời phục long dậy trong tay, cũng là thiên địa lý, diệp thần nghe đến chỗ này, có chút ngạc nhiên, lúc đầu văn thiên đại sư đạt được cửu thiên phục long ấn, chỉ là một bất ngờ, đức không xứng vị, pháp bảo này hắn cuối cùng là không cầm nổi, viêm thiên đế khoát khoát tay, nói, luân hồi chi chủ, những thứ này đi qua nhân quả, ngươi không cần để ý tới xét, việc cần kíp, là chém chết còn dư lại rồng thần, nghiền thứ chín hồn tộc âm mưu, bảo vệ anh chủng thánh địa, cái này cửu thiên phục long ấn, ngươi ngày hôm nay nhất định phải cướp được tay, nếu không sau này không cơ hội, người bắt được pháp bảo sau đó, nếu như có thể, tốt nhất có thể trả lại cho mục giã gia tộc, ngươi bảo bối rất nhiều, muốn đến không kém một khối này ấn tì, a à, mục giã gia tộc vận mệnh, quá mức bi thảm, cuối cùng là bởi vì ta tạo thành, ta nội tâm bất an, diệp thần nói, tiền bối, ta trước hay là cướp được vậy cửu thiên phục long ấn nói sau, ngày hôm nay tham dự tranh đoạt người, vừa vừa thực không thiếu, viêm thiên đế nói, cũng vậy, vậy ngươi đi đi, ở tham dự tranh đấu trước, trước luyện hóa ta thiên đế cánh tay, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đúng rồi, nhớ hàn diễm người này, hắn là kiếm ma chuyển thế, diệp thần nói, ưm, ừ, cái này âm tiết vừa dứt hạ, hắn liền cảm thấy chung quanh không gian vạn vẹo, hoa mắt một cái, mình đã trở lại thực tế, rắc rắc, diệp thần bên người, vậy viêm thiên đế phần mộ, tự động nứt ra một cái lỗ, có mênh mông kim quang, từ trong đó tách thả ra ra, kẽ hở càng ngày càng lớn, ung ung vang dội cuối cùng toàn bộ phần mộ đều nứt ra, lộ ra một bộ quan tài đá, diệp thần mở ra quan tài đá, chỉ gặp quan tài đá bên trong, an táng trước một cánh tay, chính là viêm thiên đế cánh tay trái, cánh tay này, phía trên màu vàng phủ văn vờn quanh, thụy hà muôn vàn, thần huy thiên trọng. Có thiên đế uy áp tràn ra tới, trên da có một từng đạo ngọn lửa đồ đăng, Diệp Thần thậm chí ở trong đó, bắt được một chút lửa trời mệnh tinh hơi thở, xem ra năm đó, Viêm Thiên Đế học hỏi lửa trời mệnh tinh, sáng tạo ra ngọn lửa, cũng nhận được một chút lửa trời mệnh tinh ban phúc bồi bổ, Diệp Thần tâm niệm vừa động, cánh tay kia liền hóa thành chấm kim mang, như lưu huỳnh sao rơi, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến hắn trên cánh tay trái, Diệp Thần cánh tay trái, nhất thời cảm thấy kịch liệt lửa đốt đau thật giống như lột xác, hắn thừa kế viêm thiên đế một cái thiên đế cánh tay, rất nhiều truyền thuyết lâu đời câu chuyện, bí mật thiên cơ, đều ở đây hắn đầu óc bên trong từng cái lướt qua, năm đó viêm thiên đế sáng tạo ngọn lửa, cùng kiếm ma giao thủ, chinh chiến Nam Bắc, ngang dọc chư thiên bàng bạc hình ảnh, cũng ánh chiếu nhập hắn đầu óc bên trong, rất nhiều võ đạo thần thông biến hóa, đại đạo nghĩa sâu xa, hỗn hợp lắng đọng xuống, rắc rắc, diệp thần nắm chặt quyền, chỉ cảm thấy tay trái quả đấm có vô cùng lực lượng thật giống như có thể một quyền bạo sát thần minh oanh diệt tinh không hắn nguyên cái cánh tay trái hiện lên đỏ thẫm ánh sáng màu có một từng đạo lửa trời phù văn tách thả ra như chạm giống hoa văn đặc biệt nguy nga đây chính là thiên đế cánh tay lực lượng sao diệp thần dơ dơ chỉ cảm thấy ở luyện hóa viêm thiên đế cánh tay trái sau đó mình lực lượng không biết chợt tăng nhiều ít cũng không cần thi triển cái gì võ đạo thần thông đơn giản một quyền đuổi ra ngoài là có thể bạo diệt một ít cái gọi là cường giả, đây là thiên đế cánh tay mạnh mẽ, lần này tới anh chủng thánh địa, coi như không bắt được cửu thiên phục long ấn, diệp thần đã là thu hoạch phong phú, điều này thiên đế cánh tay giá trị, cũng không có thể so với cửu thiên phục long ấn kém đi nơi nào, bất quá, còn mở khải thiên đế cánh tay lực lượng thời điểm, diệp thần cảm thấy tay cánh tay kinh mạch, lửa đốt đau dữ dội, thật giống như thời thời khắc khắc đều bị nham thạch nóng chảy đốt luyện vậy, ngày này đế cánh tay dẫu sao là viêm thiên đế tay chân, là đã từng thiếu chút nữa đột phá đến siêu phẩm thiên đế mạnh mẽ tồn tại, lực lượng tuy hung mãnh bá đạo, nhưng muốn kéo dài sử dụng, chỉ sợ cũng sẽ cho thân thể mang đến không thiếu gánh vác, dĩ nhiên, có thể nhiều hơn như thế một đạo cường đại lá bài tẩy, diệp thần là tương đương hài lòng, hắn cũng muốn lập tức đối chiến vũ hoàng cổ đế, một quyền đem vũ hoàng cổ đế đánh bể, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngay tại diệp thần mới vừa muốn thù liễm lại thiên đế cánh tay thời điểm, một đạo nhọn trói tai giọng nữ, truyền vào lỗ tai hắn bên trong, hắn ngước mắt vừa thấy, liền thấy anh trùng điệp, ở mấy tên hộ vệ vây quanh, xuất hiện ở phần mộ bên ngoài cấm địa, anh trùng điệp nhìn diệp thần thông đỏ như lửa cánh tay, lại nhìn thấy nứt ra phần mộ, bị mở ra sau trống trơn như vậy quan tài đá, nàng tại chỗ bối rối, hét dầm lên, ngươi làm sao dám xông vào gia tộc ta tổ sư cấm địa ngươi còn ăn cắp lão tổ thiên đế cánh tay, thật là to gan, giết hắn cho ta, anh chủng điệp hoàn toàn tức giận khủng hoảng, chỉ huy thủ hạ hộ vệ, sách đao chém chết hướng diệp thần, vậy mấy tên hộ vệ, vậy là một bộ bi phẫn giận đùng đùng hình dáng, đao thế tương đương mãnh liệt, anh chủng tiểu thư, ngươi nghe ta nói. Diệp thần có chút bối rối, muốn giải thích, vậy mấy tên hộ vệ đao, đã giết tới, hắn giơ lên thiên đế cánh tay đón đỡ, đang đích một tiếng, vậy mấy tên hộ vệ đủ để chém núi khai thiên đao, chém vào trên cánh tay hắn, nhưng phát ra kim thiết giao minh vậy thanh âm, không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, diệp thần vậy không cảm thấy chút nào đau đớn, ngày này đế cánh tay vô cùng lợi hại, thần minh trở xuống công kích, không thể thương tổn tới hắn chút nào, người còn muốn nói điều gì, người uổng gọi luân hồi chi chủ, lúc đầu nhưng là cái kẻ trộm, anh chủng điệp nổi nóng không dứt tự mình rút kiếm ám sát hướng diệp thần, diệp thần cười khổ không ngừng. Viêm thiên đế nói tối nay sẽ báo mộng, hướng tất cả anh chủng thế gia hậu duệ giải thích rõ nhưng bây giờ anh chủng thế gia người hiển nhiên còn không biết sau lưng khớp xương diệp thần nhìn xem bên cạnh viêm thiên đế pho tượng cũng không có cái gì hiển linh dấu hiệu thậm chí ánh sáng cũng mờ đi rất nhiều hắn đoán chừng mình luyện hóa thiên đế cánh tay viêm thiên đế linh hồn hao tổn vậy là lớn vô cùng có thể đã rơi vào yếu ớt anh chủng tiểu thư ta không phải kẻ trộm ta và các ngươi lão tổ là bạn diệp thần thử nghiệm giải thích nhưng cái này rất nhiều nhân quả, há lại là có thể chốc lát giải thích rõ, hơn nữa coi như hắn giải thích, anh trùng điệp cũng chưa chắc chịu tin, vẫn là phải viêm thiên đế tự mình ra mặt, anh trùng điệp hừ lạnh một tiếng, cũng không nghe diệp thần mà nói, kiếm kiếm ám sát tới đây, diệp thần cười khổ không thôi, không thể làm gì khác hơn là lắc mình né tránh, vậy không hoàn thủ, hắn nếu là còn tay, toàn bộ anh trùng thánh địa, không người là địch thủ của hắn, đang dây dưa bên trong, chợt nghe một tiếng rồng ngâm, từ bầu trời nổ lên chỉ gặp một con thần long, kim quang nhô lên, dương nanh múa vuốt, trong mắt mang ác liệt ý định giết người, lăng không đạp chết xuống, một móng vuốt liền hướng anh trùng điệp sau lưng xuyên qua đi, tiểu thư chú ý. Trung quanh mấy tên hộ vệ, nhất thời hoảng hốt, muốn cứu viện, đã không còn kịp rồi, hơn nữa, con thần long kia, có chừng thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp thực lực, coi như bọn họ muốn ngăn trở, cũng không khả năng cản trở được, mới vừa cửu long chi địa bên trong vậy còn dư lại sáu con thần long, linh khí nổ, đột nhiên nổi điên, ra tất cả mọi người dự liệu, anh chủng thế gia đã có dự cảm, là chín tầng trời phục long dạy âm mưu, rồng thần mạnh mẽ, anh chủng điệp liền muốn tới tổ sư cấm địa, mang lão tổ thiên đế cánh tay, cùng thoát đi nơi đây, nào nghĩ tới lại đụng phải diệp thần, thiên đế cánh tay cũng bị diệp thần luyện hóa, lúc này trên trời rồng thần tập sát tới, anh chủng điệp sắc mặt trắng bệch trong lòng ngầm hô gai gâu, lấy nàng thực lực cũng không cách nào đối kháng hung mãnh như vậy rồng thần, diệp thần sắc mặt trầm xuống, thiên đế lực cánh tay tính nổ, quả đấm nắm chặt, phi thân đem anh trùng điệp, kéo đến phía sau mình, rồi sau đó một quyền nghịch xông lên, đập về phía vậy rồng thần đầu, một quyền này, không có bất kỳ võ đạo thần thông biến hóa, liền là thuần túy quả đấm đánh ra, thiên đế cánh tay lực lượng, toàn bộ ẩn chứa trong đó, ngọn lửa bùng nổ, diệp thần trong quyền phong nổ lên hung mãnh lửa trời cuồng diễm, đặc biệt nguy nga phịch, diệp thần một quyền, hung hăng nện ở vậy rồng thần trên đầu, chỉ là một quyền, vậy rồng thần đầu, tại chỗ nổ tung, cuồng bạo quyền kính, xuyên qua rồng thần thân thể toàn thân, đem thân thể của nó, cũng hoàn toàn xé, rồng thần bi hống một tiếng, tại chỗ rơi xuống đất toi mạng, từ trong cơ thể chảy ra đại lượng hoàng kim nguyên ngọc và thiên tài địa bảo, kim quang lập lòe, sáng chói được người hoa mắt, diệp thần thấy vậy, cũng biết là chín tầng trời phục long dậy. Lợi dụng hoàng kim nguyên ngọc và thiên tài địa bảo, rất miễn cưỡng đem những thứ này dòng thần thực lực, tăng lên tới thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp bước. Những thứ này hoàng kim nguyên ngọc cùng thiên tài địa bảo, đối diệp thần vậy có rất lớn chỗ dùng, có thể dùng để tu bổ đúc lại thanh liên phân thân, chủ nhân, cái này dòng thần hài cốt, có thể cho ta cắn nút sao, lúc này, diệp thần lại nghe đến, trong cơ thể huyết long thanh âm, đầu này dòng thần, máu thịt mang thần đạo cảnh tinh hoa, đối huyết long mà nói, là thiên đại tư bổ vật, trước đây Diệp Thần chém chết một con thần long, huyết long liền muốn cắn nuốt, bất quá khi đó, Diệp Thần phải đối phó thành nghiêu cổ tôn, vậy không rảnh chiếu cố đến những chuyện khác, có thể, Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này liền đem vậy rồng thần hài cốt máu thịt, còn có bạo đi ra ngoài Hoàng Kim Nguyên Ngọc, thiên tài địa bảo, toàn bộ thu, những tư nguyên này, Hoàng Kim Nguyên Ngọc có thể dùng để tu bổ thanh liên phân thân, rồng thần hài cốt máu thịt, thì có thể lớn mạnh huyết long lực lượng, một bên anh chủng vũ còn có vậy mấy tên hộ vệ, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, hoàn toàn rung động, cái này rồng thần, nhưng mà thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp tồn tại, Diệp Thần lại có thể một quyền liền đánh bể, có thể tưởng tượng được, Diệp Thần lực lượng, khủng bố đến cái gì bước, người lấy được lão tổ đồng ý, không có lão tổ đồng ý, người không thể nào phát huy ra thiên đế cánh tay lực lượng, anh chủng điệp ngơ ngác nhìn Diệp Thần, lại cảm thấy không tưởng tượng nổi, rồi sau đó lẩm bẩm thấp giọng nói, luân hồi cửu thế đều là vẫn chẳng lẽ lão tổ còn không buông tha cái này thứ 10 đời thật có thể quật khởi sao diệp thần nhìn anh chủng điệp mê mang hình dáng cười nói anh chủng tiểu thư ta có thể hay không quật khởi sau này hãy nói ngày hôm nay ta trước giúp các ngươi chém chết tất cả dòng thần miễn được thứ chín hồn tộc thương tổn tới các ngươi anh chủng điệp và chung quanh bọn hộ vệ nghe được diệp thần cũng biết thứ chín hồn tộc sự việc lại là kinh hãi đây chính là đặc biệt mịt mờ bí mật chỉ có anh chủng thế gia người biết người ngoại giới, căn bản không biết thứ chín hồn tộc tồn tại, người gặp qua lão tổ, anh trùng điệp mày liễu khẽ nhíu, hỏi, Diệp thần cười nói, chậm một chút nói sau, việc cần kíp, là chém long, Diệp thần thần niệm quét nhìn toàn bộ anh trùng thánh địa, liền thấy còn dư lại năm con thần long, ở thánh địa các nơi địa phương, điên cuồng phá hoại giết người, anh trùng thế ra chết thảm trọng, đồng thời, Diệp thần vậy thấy, trùng dương chân nhân, hùng bá viêm, phong gian mộng, đạo đức thiên tôn các người phân biệt đi chặn đánh rồng thần, nhưng nhiều thần long kia, căn bản không có cùng bọn họ đối chiến ý, tận lực tránh đánh, chỉ điên cuồng phá hoại anh chủng thánh địa, điên cuồng giết người, còn như vậy cửu thiên phục long ấn, ấn tỷ đã không biết đánh rơi đến địa phương nào, thánh địa bên trong, chỉ còn lại năm con thần long, gầm thét giết hại.